Kính thưa toàn thể vị và nói tiếp chương trình, Lê xin được mời vị cùng thưởng thức bài hát được mang tên Mối tình dang dở. Và với bài hát này, mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Thanh Tiền và xin mời tiếng hát của Hùng Cường lên trợ diễn. Và sau tiếng hát của Thanh Tuyền là tiếng hát của Mỹ Hồng chuẩn bị. Từ bấy lâu nay có biết bao nhiêu mối tình giả, vì có câu mấy chủ cũ dâm ta cha thầy dân dân viết bài ca nghe đau nhói trong lòng, để mong thức tình cho những gia đình đã. Chúng tôi trình kể lại công nợ tan đành đi ta, chỉ cho hạnh phúc một gia đình quên đi nghĩa và tình chồng. Tại cả thank you.
anh lòng tán đảm thờ. Cô sống bên tôi như thể khác tâm hồn.
được rồi, tôi sẽ dắt con tôi về quê ngoại. Dù hoàn cảnh thế nào thì tôi cũng quyết nuôi con tôi cho khôn lớn lên người. Tốt lắm, vậy cứ còn ở chần chừ gì nữa, hay chờ tôi đuổi mới đi à? Thì gã cố còn biết lắm phải à, hay còn muốn bám tôi suốt đời? Kìa anh Thanh, cái gì nữa hả cô Ngọc? Xin anh hai thân chồng những lời phạm nặng lời với tôi, dù cho gia cảnh thế nghèo, tôi làm vợ anh chẳng phải gia tài. Tôi đã thích cô về cô đẹp, tôi mãi cưới về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng như tưởng đã, tôi làm chủ xác tâm đằng có linh.